Mến chào các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cắt một cái quần vải xéo cho chiếc áo dài nha các bạn. Thì cách cái công thức cắt này á là giúp cho cái quần vải xéo của các bạn bận được đứng cái ống nó tròn ra, nhìn cái chiếc áo dài nó đẹp hơn nha. Trước tiên các bạn xếp vải làm đôi, trải thẳng ra. Xong rồi các bạn sẽ xếp làm bốn xéo lên. Cái vải này nó mỏng, nó hay rút vải lắm. Các bạn nhớ ủi vải trước khi cắt cái quần vải xéo nha các bạn. Như vậy cái vải quần mình mới đẹp. Đây các bạn xếp vải xéo cho mình như thế này. Cái này các bạn xếp xéo lên 5 phân. Đây, 5 phân. Sau khi trải vải xéo lên như thế này thì các bạn xéo lên 5 phân, các bạn đo nó lên 5 phân cho mình. Và ở đây thì các bạn đo xuống 4 phân thôi. Ở đây 5, ở đây 4 nha các bạn. Xong rồi các bạn sẽ lấy luôn cái ống quần. Ống quần áo dài này bận rộng, các bạn lấy 32 cho mình. Xong, dài quần của cái áo dài này là 100 thì các bạn cộng 1 phân được rồi. Các bạn sẽ lấy đều thẳng lên 100. Dài quần là 100 cộng 1 phân là 101. 101 các bạn lấy đây thẳng luôn, các bạn gạch đường thẳng ngang là 101. Xong rồi các bạn lấy eo, eo chia tư, eo 78. 78 là 19 rưỡi. Các bạn sẽ lấy 19 rưỡi cộng thêm 3 phân bên, đó là cái eo, và các bạn chia luôn là 23 nè các bạn, 23 rưỡi nè, các bạn chia ra 11 rưỡi. Các bạn lấy bên, bên này các bạn lấy 10 phân được rồi, lấy 10 phân được rồi các bạn, một bên 1 phân rưỡi. Là eo này là 78 số eo. Xong rồi các bạn sẽ lấy hạ đáy. Hạ đáy là bằng mông chia tư. Mông chia tư, mông 96 chia tư ra được 24 cộng 5 là 29 phân. Các bạn lấy hạ đáy 29 phân. Hai bên này 29 phân. Và các bạn lấy 29 luôn. Vô cửa quần nè các bạn, cửa quần hơn trước là 4 phân. Đây. Các bạn gạch xuống. Và các bạn hạ đáy bằng mông chia tư cộng 5 phân nha các bạn. Ngang mông cũng bằng mông chia tư cộng 5 phân. Rồi vô cửa quần 4 phân, các bạn đánh dấu như thế này. Thì các bạn sẽ chừa đường may nhỏ để mình vô đi kéo, đó là thân trước nha. Rồi các bạn sẽ gạch thẳng xuống dưới cái ống quần. Ống quần 32 thì các bạn kéo xuống thẳng xuống luôn. Gạch thẳng xuống. Thì các bạn chia cái đoạn này nè. Các bạn chia làm 3 phần đi. Ví dụ như cái khúc này là nó là 72. Các bạn đo khúc này là 72. 72 nè. Mình chia làm 3 phần. Mình chia 3. Mình chia cho 3. Thì mình được là 24 nè các bạn, 24 nè. Thì mình lấy một phần ở đây. Giống như khúc này mình chia làm 3 khúc gì đó các bạn. Rồi các bạn hạ xuống một phần. Các bạn ra 5 phần là thân sau á, các bạn đánh cong nó ra. Các bạn đánh cong nó như thế này. Thân sau của quần vải xéo các bạn xuống 1 phân cho mình. 1 phân thôi. Rồi các bạn ra 5 phân cho mình. Hạ 1 phân ra 5 phân. Rồi các bạn đánh xéo xuống và chừa đường may. Xong mình sẽ vẽ cái đáy thân sau nha các bạn.
phân sau mình sẽ vẽ phân xanh thì các bạn sẽ đi thêm đây này, vô của quần 5 phân này là hồi nãy mình ra thì mình vô mình gạch đúng như thế này luôn nè các bạn, bằng cái eo này nè mình có sẵn rồi, rồi mình móc cong đó, móc cong vòng đáy sau, đó là đường phân xanh nè các bạn, đó đường phân xanh đó, đường phân đỏ là phân trước. Rồi các bạn ra của quần 5 phân là chừa đường mai giống như các bạn của thân sau, các bạn gạch xuống và đánh cong ra như thế này. Rồi các bạn sẽ cắt. Cắt một lượt 4 lớp vải luôn đó các bạn. Bạn cắt luôn thân trước thân sau lượt luôn 4 lớp vậy cho mình luôn. Các bạn dỡ lên, các bạn cắt hai lớp cho mình, hai lớp. Đó, các bạn được quần vải xéo trước sau luôn, thân trước thân sau, và các bạn sẽ dễ phấn lại. Sang dấu nó qua luôn nha các bạn. Đầu tiên là mình sẽ sang bốn cái bên của cái quần áo dài. Thường thì vải mềm lắm nên các bạn nó dễ bị chạy nên các bạn kìm nó, và các bạn chỉ cần lấy dấu thôi rồi các bạn gạch thẳng nó lại cũng được. Đây nè. Một bên là 3 phân nha các bạn. Rồi các bạn gạch cái này xéo lên như vậy là được rồi, thân sau á. Eo quần này là 78, các bạn sẽ ghi ở đây để các bạn dễ nhớ. Các bạn sẽ lật thân sau các bạn sang luôn. Đây hai cái bên. Bên thân sau. Vải nó mềm nên mình chỉ chấm nó rồi mình vẽ như vậy thì nó thẳng hơn nha các bạn. Cái bên áo dài hay là cái bên quần vải xéo nó như thế đó. Cắt xong rồi các bạn lấy cái vải dư của bên áo dài nè, vải dư đường dài này nè. Các bạn sẽ lấy chiều dài và chiều ngang nó. Chiều dài thì lưng, ví dụ như lưng này là cho 78 thì các bạn lấy 50 đi dư cắt bỏ, còn chiều ngang các bạn lấy 4 phân để bắt các bạn làm cái lưng quần vô. Các bạn cắt hai cái lưng quần xong, và khi may á, là mình may hai cái lưng rời nhau như thế này của cái dây kéo, thì mình sẽ đính bằng móc áo dài nè các bạn thấy không. Bên đây mình làm một con bọ nè, mình có hướng dẫn các bạn rồi, mình đính như thế này thì cái áo, cái quần áo dài các bạn kéo lên nó rất là chắc chắn, mình không sợ xúc dây kéo nha các bạn. Đó mình viền nè, mình may nè các bạn thấy không, cái lưng đường may mình may luôn, tại vì bận mình không cần kết, mình như vậy thì máy giặt nó sẽ không có bị xúc nha các bạn. Đó là cái quần áo dài đó, mình có hướng dẫn trong cái clip trước là cách may áo dài nguyên bộ luôn rồi nha các bạn, quần và áo dài đó các bạn. Còn đây là công thức của quần áo dài nè các bạn. Thì trước tiên mình phải xếp vải xéo, thì khi mà vải xéo này lên thì mình lên 5 phân nè, mình đánh xéo ở đây 4 phân,
đây 5 phân nè. Xong rồi các bạn sẽ lấy dài quần cộng thêm 1 phân thôi. Xong các bạn lấy eo, eo quần chia tư cộng 3 phân bên nè các bạn. Bên là cái này nè. Rồi hạ đáy này là các bạn bằng mông, mông này 96, các bạn cộng thêm 5 phân là 29. Thân trước là các bạn vô cái cửa quần 4 phân nè. Rồi các bạn lấy hạ đáy cũng 29 phân luôn. Nếu mà ai to quá thì các bạn hạ dày thêm. Rồi các bạn vẽ bên là các bạn chia cái này đôi, để các bạn lấy bên bên xuống 10 phân là được rồi. Xong rồi các bạn lấy thân sau, thân sau là cái đường màu đỏ này, là các bạn ra 5 phân và các bạn gạch từ đây lên đây để lấy cái thân sau của cái quần vải xéo áo dài đây vô cửa quần 5 phân luôn và các bạn đánh cong. Đánh cong và các bạn chừa đường may nè, đường may đây lớn để cho rộng trật, nới ra cho dễ các bạn. Và nhớ là hà đáy này thì các bạn hạ xuống 1 phân cho mình nè, ngay đây nè. Rồi các bạn đánh cong thì các bạn chia phần này thành 3 phần. Thì các bạn đánh cong đó. Đây. Các bạn đánh cong và các bạn cắt một lượt 4 lớp. 4 lớp. Thì khi cắt xong thì các bạn hạ cắt cái lớp thân trước của cái áo dài. Đây, hay còn gọi là quần dây xéo nè. Và các bạn sang dấu. Thì các bạn được thân trước thân sau lượt luôn. Rồi xong rồi đó các bạn. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem và đăng ký để học kênh của nhà Mai Cát Đằng miễn phí nha. Chúc các bạn nhiều vui vẻ, hạnh phúc.